Cối cao su. Đồng hồ 4 giây. Bông kim chích máu và cồn sát khuẩn. Và có cả dung dịch chống đông natri citrat 3,8%. Đấy là toàn bộ cái dụng cụ cho cái tốc độ máu nóng này. Sau khi chuẩn bị dụng cụ xong thì ta tiến hành ta làm. Bước đầu tiên ta tráng ống van trên cốc bằng cái dung dịch chống đông natri citrat này. Quỳ yên. Sau đó thì ta làm thế nào? Ta lấy tôi giới thiệu với các bạn đây là cái ống ban chân cốt. Thì cái ống ban chân cốt có chia vạch từ vạch 0 đến vạch K. Giữa vạch 0 và vạch K là có vạch chữ P. Ở cái ống mới này nó không có vạch chữ P mà nó có cái vạch số 5 này tương đương với vạch chữ P này. Như vậy ta lấy cái dung dịch chống đông đến vạch chữ P, ta thổi vào cái cối này và ta lấy 2 lần ca máu. Tỷ lệ của nó là 1 phần máu và 1 phần bao nhiêu? 1 phần máu và 2 1 phần T 2 máu. Thế là tỷ lệ là bao nhiêu? 1 phần 4 đúng không? Bây giờ tôi không lấy 2 lần ca máu mà tôi lấy một nửa của cái P này chống đông thôi. Tức là một nửa cái lăm này chống đông và tôi lấy một lần ca máu thôi. Cho tiết kiệm cái máu đúng không? Thì vẫn đảm bảo tỷ lệ pha loãng 1/4. Tôi lấy một nửa vạch số 5. Một nửa vạch số 5 chống đông 2,5. Sau đó thì tôi thổi vào cối cao su này. Rồi tôi lấy máu bệnh nhân. Lấy máu bệnh nhân 1 ca máu tôi thổi vào trong này. Và dùng hơi tôi thổi giữa cái chống đông và máu người cần thử. Thổi trong cái cối này rồi tôi lại cho ma dẫn ra cái ống ba chân cốt này đến vạch ca. Sau đó thì tôi lau cái phần ở dưới đi và tôi cắm thẳng đứng trên cái cột ba chân cốt này. Và tôi theo dõi đồng hồ trong 1 giờ đầu thì tôi xem cái kết quả máu nóng trong giờ đầu và giờ thứ hai. Đấy là cái định tốc độ máu nóng. Cái thí nghiệm thứ hai là máu đông. Máu đông thì ta chuẩn bị một cái tiêu bản trắng sáng, không có dầu mỡ. Thứ nhất là phải có tiêu bản này. Thứ hai có đồng hồ 4 giây này. Thứ ba có kim chích máu, bông, cồn, sát khuẩn. Sau khi ta chuẩn bị phương tiện đầy đủ rồi thì ta cũng tiến hành, ta làm, ta lấy máu bệnh nhân. Và ta nhỏ một giọt máu vào giữa cái tia bản này, đường kính 5-7mm và yêu cầu cái giọt máu đấy nó phải vòng tròn đều, nó cao đều. Ta nhỏ vào trong cái tia bản này và sau 2, ta theo dõi đồng hồ sau 2 phút thì ta lại nghiêng tia bản này một lần. Cứ 30 giây thì ta lại nghiêng tia bản một lần và ta theo dõi bao giờ nó không cái thay đổi và biến dạng cái giọt máu đấy thì ta đọc kết quả cái thời gian đông máu. Thời gian máu chảy thì tí tôi vừa làm tôi sẽ vừa nói với các bạn. Còn nội dung nữa là định lượng hemoglobin bằng phương pháp so màu mẫu. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn là phương pháp Sally. Đây là cái ống mẫu Sally có 2 ống màu mẫu ở bên cạnh và ở giữa là ống thử Sally có chia vạch một bên là phần trăm và một bên là gam phần trăm, ta để ở giữa. Tiếp theo là chuẩn bị nữa là ống hút Sally. Ống hút Sally thì có vạch 20 micronit và 0,02 micronit, ta để ở giữa đây và que ngoáy của cái ống thử Sally này. Que ngoáy này thank you.
hay sao mình được rồi? Để xuống. Máy rồi nó chạy có 30 phút. Ăn không được. Đây là que nguội. Cái nữa là đi bếp để hút cái nước cất, bông cồn, kim chích máu. Và ngoài ra ta có cái giá dung dịch ngày gồm có nước cất để dán pha loãng cái máu này dần. Thứ hai là cái dung dịch axit clorhydric N/10. Bông cả nhãn nữa. HCNN/10 đây. Khi chuẩn bị dụng cụ xong thì ta tiến hành ta làm. Bước đầu tiên ta dùng cái pipette này lấy dung dịch axit, ta nhỏ đến vạch cuối cùng của ống thử. Nhỏ vào cái vạch cuối, vạch đỏ, vạch vàng đều được. Ta nhỏ đến vạch cuối cùng nhé, xong rồi để vào ống thử này. Sau đó thì ta lấy máu bệnh nhân. Lấy máu bệnh nhân ta hút vào cái ống thử này. Hút vào cái ống hút này đến vạch 20 micronit. Vẫn còn thiếu đây. Sao lại nó mờ nó mờ đi. Cái lỗ vang vang này luôn. Hạt trên nữa. Nó định vậy sao? Nồng nghiêng. Nó lạc kèm rồi. Bạn à, bà làm xinh đẹp. Bắn chứ. Lấy máu hãy làm định lượng hemoglobin xong có thiếu máu nữa. Em thiếu máu mà. Thằng này thì nó thừa. Thôi thầy bảo thiếu máu. Sẽ gửi học chết 2000 thôi, không nhưng mà cái là chết thiếu máu. Sẽ đỏ thế. Đấy chính không hồng nữa. Đẹp thứ hai cũng. Bây giờ đây các bạn học thực hành rất là ít thời gian nên là khi thực hành các bạn không lên xuống căng tin hoặc hút thuốc lá hoặc đi ra ngoài đúng. Các bạn sẽ không biết gì đâu, nội dung tất cả nội dung này các bạn đều thi hết. Học một lần nhưng chúng ta thi đấy. Ta hút máu đến vạch 0,02 hoặc 20 micronit. Khi hút máu thì không được ngắt quãng và không có bọt khí. Yêu cầu các bạn phải hút như vậy. Muốn hút được cái giọt máu nó liên tục như thế thì ta phải có giọt máu có sẵn ở cái đầu ngón tay khoảng 5-7 mm rồi. Sau đó thì ta hút vào đến vạch 20, nếu mà thừa hoặc thiếu thì ta hút thêm, còn thừa thì ta lại cho máu dẫn ra cái bông. Sau khi hút máu vào cái ống thử này rồi, ống hút này rồi thì ta cho vào cái đáy ống, dưới đáy ống ta thổi máu xuống đáy ống và còn phần trong thì ta tráng ống xong thì ta lại rút cái ống hút này ra và ta đắp đều như thế này, nó sẽ chuyển cái màu đó thành màu nâu sẫm, màu của hematin clorhydrat. Lúc đó thì ta mới dùng đi bếp này lấy nước cất pha loãng dần. Khi pha loãng thì ta dùng cái que nguấy này, ta nguấy đều và pha loãng dần. Bao giờ ta so với ống màu mẫu này bằng ống màu mẫu thì ta dừng lại, ta đọc kết quả bên phía gram phần trăm. Và yêu cầu nguyên tắc so màu thì ta để ngang tầm mắt dưới ánh sáng thường và hai cái phần chữ về hai bên, cái phần trắng ở giữa thì người ta đọc kết quả cho nó chuẩn. Đấy là cái thí nghiệm mà định lượng hemoglobin bằng phương pháp Sally. Cái thí nghiệm tiếp theo là định nhóm máu ABO. Định nhóm máu ABO thì hôm nay tôi giới thiệu với các bạn rằng cái định nhóm máu ABO bằng phương pháp huyết thanh mẫu. Có hai phương pháp xác định cái nhóm máu là phương pháp hồng cầu mẫu và huyết thanh mẫu. Thì hôm nay chúng ta học cái phương pháp là huyết thanh mẫu, đã biết trước kháng thể và đi tìm kháng nguyên.
và đây là bộ huyết thanh mẫu đã có sẵn. Huyết thanh mẫu anti-A là màu xanh, anti-AB là màu trắng và anti-B là màu vàng. Quy định của quốc tế nó không thay đổi. Ngoài cái bộ huyết thanh mẫu thì có cái tiêu bản. Tiêu bản ta đánh dấu vị trí của ba giọt huyết thanh vào cái tiêu bản này. Và cái nữa là ta phải chuẩn bị gạc này, que mấy này, bông cồn, kim chích máu. Sau khi chuẩn bị xong thì ta tiến hành, ta làm lau cái tiêu bản này sạch. Sau đó thì ta nhỏ cái huyết thanh mẫu vào cái tiêu bản. Tiêu bản này, cái giọt huyết thanh mẫu này đường kính 5-7mm. Huyết thanh A ta nhỏ vào vị trí A đã đánh dấu. Huyết thanh AB màu trắng ta nhỏ vào vị trí của AB. Và huyết thanh B màu vàng ta nhỏ vào vị trí của B. Sau khi nhỏ huyết thanh xong thì ta lấy máu bệnh nhân. Lấy máu bệnh nhân, ta lấy máu bệnh nhân. Sợ tí nữa tôi vừa nói, nhưng mà cái này cũng là cuối cùng rồi, còn cái máu chảy tôi sẽ làm sau. Tôi cũng làm luôn để các bạn xem. Bạn làm bệnh nhân hả? À? Thứ nhất là phải sát khuẩn tay của bệnh nhân. Sau đó thì sát trùng chích máu này. Ta trùng rồi chích máu thì ta cầm kim thì học bài 1 ta đã học rồi, cầm kim ngắn lại như thế này, chứ các bạn cầm kim như thế này khi chúng tôi chấm động tác như thế này cũng không được. Ta cầm kim ngắn lại và dồn máu về phía ngọn chi để nó căng như thế này, và ta châm sâu 20mm và check 4-5 độ. Sau đó thì chưa thấy cái check cô đâm lại cho khi, em coi cái check. Ấy vô mỏ. Khi mà đã lấy giọt huyết thanh rồi, ta lấy máu bệnh nhân, số giọt máu bằng 1/3 giọt huyết thanh. Ta để ở bên cạnh ba giọt máu này. Sau đó
đấy. Lâu quá gần đông rồi. Đấy lại. Đánh thêm tí nữa. Em sắp lè lưỡi rồi đấy. Gần đâu máu bởi vì là. Gần đâu quá. Đừng ngất ăn. Thổi. Được rồi đấy, bạn lau tay đi. Lau tay, dây tay lau tay đi. Lau cồn. Tôi dùng cái hơi tôi thổi nhá, không phải là dùng cái này nó quấy vào. Dùng hơi thổi, vừa cái chất. Bây giờ ba pha loãng cái định lượng hemoglobin này nhá, khi mà nó thay nó chuyển màu thành màu của hematin clohydrat rồi thì ta sẽ dùng cái pipette này lấy nước cất pha loãng dần. Càng về sau càng phải từ từ pha loãng dần. Ta cho nước cất vào. Nhạy quá thì phải làm lại. Lúc đấy bệnh nhân về rồi làm lại sao được. Ta phải từ từ thôi. Ta dùng que quấy này, ta trộn đều lên. Xong xong rồi. Đơn thuần rồi. Cái đeo như thế này. Ta so vào ống màu mẫu. Nếu mà bằng ống màu mẫu thì ta dừng lại, còn không chưa bằng thì ta sẽ cho thêm nữa, thêm tí nữa. Các bạn nhìn thấy còn đậm hơn đúng không? Vâng. Như là nó bị cận, hơi khó nhìn. Chặn cộng 5 nhiệm. Thế đấy cũng quên đặt ra kính như nó thế. May quá. Già trong đây cũng chưa già lắm, chân tôi bây giờ trẻ. Toàn bọn trẻ. Ngày xưa các bác ấy, nhiều tuổi các bác đi đi. Già nhất là cũng 7x trở về đúng không? 6 mấy? Có 6x cô. 68 cô. Có 6x cô. 6x thì bây giờ học cũng hơi. Còn cái bác lúc nãy mà cô bảo là đi rửa dụng cụ liên tục và cuối cùng mới về, bác có 6x chứ? Ai bảo là không phân công. Phân công nhưng mà mọi người cán bộ đi học mỗi người một chân một tay chứ để rất là buồn. Ủa vậy đang học hè được không? Bằng ống màu mẫu rồi đây này. Các bạn nhìn bằng chưa? Bằng rồi. Rồi. Bằng ống màu mẫu rồi thì ta bỏ ra ta học kết quả đến 100%. Do cái chữ nó in vào chứ còn thực ra nó bằng ống màu mẫu rồi đấy.
ta đọc luôn bên phía gam phần trăm. Bên màu vàng. Cái dung dịch nhờ màu này thì ta đọc ở phần cạnh hay phần lõm? Phần lõm. Cạnh, còn ở dung dịch trong suốt ta đọc phần lõm. Thế đây là 12, đây là 13. 13 phẩy mấy? 13,2. 13,2 thì có bình thường không? Nào không bình thường. Cái này không có bệnh rồi. Thì lúc nãy là đọc là màu ôm mà. Thì nó đông. Đọc cái lúc nó còn ấy cơ, khô như này không đọc được. Phải cho nguyên thành mẫu vào. Chứ không phải là cô mà nó biến đổi. Bạn muốn thử là nhóm máu thì mãi mãi nó làm nhóm máu chắc chính. Tức là nó ngay lúc đấy luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là cái thế là 100% là ô. Đương nhiên rồi, nó không thay đổi mà. Làm ở đây bao nhiêu mắt chứ có phải là ô thì là nhận được tất cả các nhóm máu không? Nhận được mỗi ô. Tiếp theo ta học cái tốc độ máu nắng. Đây một tiếng ta sát khuẩn. Cái này là đông đông máu đông máu chảy. Cô cứ đâm nhiệt tình đi cô. Sát khuẩn cùng giấy tay, sau đó thì ta cầm kim chích máu sâu 2 mm và dài 2 mm. Sâu 2 mm. Đây cô để giấy tay lúc cô. Cái phần rìa tay nhá, chọc sâu 2 mm, dài 2 mm. Sau đó thì ta chờ cho máu chảy ra khỏi thành mạch thì ta dùng giấy thấm này thấm máu, cứ 30 giây thì ta lại thấm một lần. Và tránh cái chỗ mà cái máu, cái vết máu nó chảy, ta cho cái bông ở dưới thì nhá. Chứ vào cái ở bên đấy cần đi. Nó bít ống lại. Cô đây là cái giấy thấm. Đây là giấy thấm. Dùng bông cũng được. Dùng bông thấm á? Không, dùng giấy. Không được dùng bông á cô. Bông. Dùng bông thì đấy là do họ không có giấy thấm. Nhưng mà ở trong trường này học nó bài bản thì là phải giấy thấm này. Chứ bông thì nó chỉ tương đối thôi. Cắt bớt đi. Đúng rồi, tại do bệnh viện không có giấy. Vợ tay rồi tay đâm nghĩa thôi tay em thử rồi. Đông bảy chảy ba. Thôi như này cho nó bớt khỏe. Xem qua cái hình mà yên nó nhỏ. Không phải xem đâu. Quay tay nhé, đừng quay mặt nhé. Vịt ở đâu kêu? Người ta quay ngay chỗ cần quay thôi. Người ta xem thì cần xem thôi, người ta cũng không thể xem cái mặt đâu mà. Tưởng mặt mình đẹp lắm đấy. Quay giải phẫu. Các bạn lưu ý cái vị trí nhá. Đến cái hôm thi thì các bạn chích máu như là xuyên lỗ tai đấy. Vì là các bạn quá trình các bạn học các bạn không để ý, nên là khi thi các bạn xác định vị trí bị nhầm nên là bị trừ điểm. Dầm vào đây chúng ta vào cái này hay ngay cạnh hả con, ngay cái kia khó. Tao chỉ cái tay mình thấy được cái tay mình thấy không được cẩn thận xong rồi là như thế nào ngay góc nhọn hả cô ấy, chích ngay góc của tay cái điểm nhọn. Tài đầm có sẹo xấu phía sau không thuộc, phía sau thì phía sau không, phía sau mình chả nhìn thấy này. Mai thi cũng biết như nào, chắc được cộng thêm 2 điểm nữa. Nó vẫn còn trẻ máu rồi. 6 lần đầm 1, 2, 3, 4, 5. 6 lần thầm 20 rồi. 5 lần lại dễ bệnh máu lắm. 5 lần máu lắm. Phóng cười là trong lúc 3 đến 4, 4 phút cơ mà. 3 phút, đông 7 chảy 3. Chị thầy của 3 đến 4 phút còn gì nữa, 4 phút cũng được, có sao đâu. Theo nó biết phải. Đi trật tự nào. Dạ. Phải. Cô thằng thì đang uống heparin. ARV. ARV á? Đâu, uống aspirin. Không, heparin. Đây, đang chạy ARV. Uống ARV à? Amifudin. Nó chạy hẳn Amifudin. Đâu, rồi đau đầu và uống viên aspirin. 4 phút
chưa 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 giờ chưa được mẹ đếm cái bát máu đếm đếm giọt chia hai rồi à mới có sáu sáu chia hai được rất đông đồng hồ cô chạy chậm ấy chả hỏi tay quá chả anh Hoàng như này đố mặt cái cầm quay đi quay tối về tụi mình bạn xem không tung lên là chết là toàn giữ ôm phải hôm cái lần trước hôm trước đưa để đứa nào để máy đứa nào xót đứa nào thì cái hôm trước làm cũng quay cũng vậy hả là các cái bạn đam mê là không tính là môn sinh hóa là môn nào mà hóa như vậy là 2, 4 chúng ta đếm cái số giọt máu này được không 4 phút ạ 8 có bình thường không bình thường bình thường 4 phút là bình thường đúng không máu cái tết cái môn chảy ngày sẽ đông mất rồi cô nó đông đấy đau tai với tôi nhé. Tổ trưởng tí nữa các bạn phân công trực nhật. Trực nhật chỉ vớt những cái bông bẩn này. Cái gì đấy? Giấy. Giấy này còn kim chích máu này còn những cái sạch. Và gấp lại. Cả cũng giặt đi ạ. Rồi nó lại ở lại sinh ra chớ. Rồi.